Là một người mẹ tốt mà vẫn giữ được sự sành điệu, sao mà được đây? Trước khi đến với trái đất, mỗi linh hồn trẻ thơ đều có thể chọn ba mẹ cho mình. Họ sẽ chọn ai đây? Một người mẹ bình thường hay một bà mẹ sành điệu? Ngoan, yên lặng nào, đừng khóc nha, bé cưng của mẹ. Nhìn cái lúc lắc này đây con. Tôi có thể giúp, trẻ con yêu thích tôi lắm. Mấy cái sừng đáng sợ chỉ làm mọi việc tệ hơn thôi. Cậu đang làm gì thế? Cô làm nó sợ kìa, tôi chỉ có ý tốt thôi. Một người mẹ truyền thống có thể dễ dàng dỗ dành không chỉ con của mình mà còn đối với một đứa trẻ bất kỳ. Một bà mẹ sành điệu không thể dừng lại, ngay cả khi dạo bộ với bé con mình. Cô liên tục đăng bài trên Instagram. Ôi sao con lại khóc vậy? Đừng mà, làm sao mẹ dỗ con đây? À biết rồi, là do phần trình diễn sáng giá đến từ vị trí mama, hay chỉ là do sốc thôi? Xin chào. Wow, cho cô hát hay lắm. Wow. Ủa, chờ chút. Hai mẹ yêu. Dạ, sao thế mẹ? Trông chẳng ra làm sao hết. Thay đồ đi. Đến đây. Con đẹp trai quá à. Mẹ, thôi mà. Bộ vest vừa như in ấy. Giờ thì chải tóc cho con đi. Mẹ đừng làm thế mà. Tốt hơn nhiều. Giờ con có thể đến trường được rồi. Đi học vui vẻ nha. Cái mũ ngu ngốc. Mẹ thấy được mọi thứ. Ôi con yêu, mẹ không thấy con đang đứng đó. Con đi học nha mẹ. Chờ đã, chẳng đẹp tí nào. Tránh ra cho mẹ. Không phải cái này. Wow. Này cũng không hợp. Ôi, thuận mắt hơn nè. Tuyệt vời. Giờ con đi được rồi. Này giống y chang những gì con đang mặc mà. Mình tặng kiểu gì đấy? Như này. Không, ghê lắm. Bùm. Hay thế này. Nhìn ngốc dã man luôn. Trên mặt mình có gì vậy ta? Mụn ư? Vào thời điểm thật tệ mà. Gì vậy con? Đừng, nặng mụn là ý tưởng tồi đấy. Đi mà mẹ, trông gớm lắm. Mẹ sẽ giải nguy cho con. Đi. Xong. Ổn áp hơn rồi. Mà của con nè, đi chinh phục cô gái ấy đi. Mẹ ơi. Gì vậy bé cưng? Nè mẹ, con nổi mụn mất tiêu rồi. Chút kem nền sẽ giải quyết vấn đề thôi. Con cảm ơn mẹ, mẹ ngầu quá à. Thế con trông thế nào hả mẹ? Con như James Charles vậy. Trang điểm dành cho mọi người biết không hả? Chụp một tấm selfie đi. Thì ô, con quên điện thoại nè. Dạo này nó xem gì vậy ta? Hài hước đó chứ. Có vẻ như Jennifer nghĩ rằng mấy clip ngắn khôi hài này thật thú vị và cô ta đã bị cuốn hút. Mẹ có thấy điện thoại con ở đâu không? Ủa, mẹ trả con với. Cái này là gì vậy? TikTok đó mẹ. Thật sao? Thôi con đi nha mẹ. Bye con. Giờ bà mẹ kiểu mẫu cũng muốn học một vài động tác ngầu lòi. Con đi lấy kẹo marshmallow thôi mẹ. Ok. Mẹ chỉ là đang rửa chén bên này. Ngay lúc Theo đang muốn thưởng thức bữa sáng trong yên bình thì người mẹ năng động của cậu lại rủ rê đi đâu đó. Đi nào. Mẹ đã có ý tưởng tuyệt vời cho video nè. Triển thôi. Con muốn ăn cơ. 1, 2, 3, nhảy. Chị mẹ sành điệu thường sẽ quay video với Theo 24/7 chỉ để có thêm lượt view và like thôi. Đỉnh quá đi. Cuối cùng cũng xong. Đi thôi, mẹ lại có thêm một ý tưởng khác. Cảm ơn cậu vì chiếc áo khoác nha. Không có gì đâu, mẹ ạ. Cháu chào cô ạ. Chào cháu, cháu là Nico. Rất vui được gặp cháu. Bộ móng của cô amazing quá ạ. Ôi kinh quá đi, hình xăm ư. Trí tưởng tượng thái quá của Jennifer đã tạo nên ảo ảnh cậu con trai hoàn hảo, khắp người chi chít những hình xăm xấu xí. Oh yeah, giờ cậu mới ngầu nè. Và bên cạnh vẻ bề ngoài không phù hợp, cặp đôi này ăn toàn đồ ăn có hại cho sức khỏe. Không không không, tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Cháu về đi. Trả mình cái áo khoác đi. Bye. Sao con có thể dắt con bé đó về nhà? Sao mẹ lại làm thế? Mẹ ơi, đây là bạn gái con. Chào cháu. Kể mẹ nghe về cô bé đi. Tóc dài, màu phong cách. Cô ấy có xỏ khuyên và một hình xăm nữa. Sao có tí xíu à? Chỉ một thôi ư? Gì vậy? Cô nhìn nè. Còn nữa đó cô. Mình đã bảo mẹ cậu sẽ thích mình mà. Nico nhanh chóng bắt sóng với người mẹ sành điệu. Họ mải mê trò chuyện đến mức Theo ngủ gật đi lúc nào không hay. Ta chọc nó chút đi. Jennifer yêu nhạc cổ điển. Cô có hình ảnh của những nhà soạn nhạc nổi tiếng bên cạnh bức hình cậu con trai mình. Và Theo phải học những bản nhạc violon suốt ngày dài với sự giám sát như diều hâu của mẹ mình. Hay lắm, đừng vội, quay lại đây. Giờ ta sẽ xem múa ba lê nha con trai. Tránh ra đi, bây giờ chúng ta sẽ được thưởng thức nghệ thuật đỉnh cao. Có tuyệt vời không cơ chứ? Còn Caroline thì cuồng nhạc rap. Tất cả idol của cô đều có chỗ đứng đặc biệt. Phải, bài này là đỉnh của chớp luôn. Có vẻ như bức hình của Travis bị gãy do bà ma nhảy sung sức quá rồi. Thôi nào. Mẹ xin lỗi nha con yêu. Thế này tốt hơn nhiều. Bạn thân của Theo đã đến để dự tiệc sinh nhật cậu chàng. Cục cưng, chúc mừng con. Chào mấy đứa. Đây là quà cho con. Mở ra đi. Con cảm ơn mẹ. Sinh nhật vui vẻ nha. Bên trong là gì thế? Đồ chơi lò xo à? Món quà tuyệt lắm mẹ à. Cô cũng có một cái khi con còn bé. Chơi thôi mấy đứa. Xem cô có gì nè. Bộ xếp hình Elsa. Không, không phải của mình đâu. Nó bị làm sao thế nhỉ? Nó cực thích chơi mấy cái này lắm. Chơi bài poker nhé các cậu. Nhìn đi. Ở tấm này thì ôm mũm mỉm ghê hen. Dễ thương quá đi. Còn ở đây, nó như một chú gấu nghiêm túc. Mẹ đang khoe với mọi người ảnh lúc bé của con đó. Theo đâu có ngờ mình sẽ phải chịu nhiều sự xấu hổ như thế này vào ngày sinh nhật. Bữa tiệc tuyệt vời lắm luôn. Có vẻ như anh chàng chủ tiệc đang quẩy rất vui vẻ bên bạn bè của mình. Chúc mừng sinh nhật Theo. Này, mấy đứa nhảy đi chứ. Chị mẹ Jenny biến thành trung tâm của sự chú ý ngay lập tức. Và giờ nhóm bạn của Theo chỉ vây quanh cô ấy thôi. Caroline, cô đỉnh quá đi. Này các cậu, ta đang nói chuyện cơ mà, quay lại đi. Đi câu lạc bộ đêm không nào? Yeah. Ủa, mọi người đi đâu hết vậy? Còn tôi thì sao? Theo chưa thể đưa ra quyết định được. Bạn sẽ chọn người mẹ nào? Một người mẹ truyền thống hay chị mẹ sành điệu đây? bạn có thích video của tụi mình không? Thế thì bấm nút đăng ký, like video này và nhấn chiếc chuông nha. Đừng bỏ lỡ bất kỳ video thú vị nào từ WooHoo WHOA Motion nha.